Hôm nay mình sẽ làm gà chiên giòn cho bé nhé. Làm theo cái cách này thì gà nó sẽ không bị cứng quá mà ăn cái vỏ vẫn giòn mà bên trong thì nó lại mềm ấy. Mình chuẩn bị đây là cái cánh gà và cái đùi gà. Và bây giờ mình sẽ đi ướp trước với gia vị. Muối và bột ngọt thôi. Chút bột ngọt thôi. Vì cho bé cho nên mình không cho tương ớt hay là bột ớt và hạt tiêu. Mình không cho. Chỉ cho chút muối và chút bột ngọt thôi, hoặc là chút đường. Các bạn ướp thì ít nhất là khoảng 20 đến 30 phút cho mình nhé. Sau đó mình cắt miếng vừa ăn như này rồi thì không cần phải khía gà ra, cũng không cần phải hấp qua, cũng không cần phải bắn qua lò vi sóng. Còn nếu mà các bạn để miếng to ấy, thì các bạn phải cho bắn qua trong lò vi sóng khoảng 1 phút để cho nó chín cái xương bên trong ấy. Để ướp với muối với bột ngọt như vậy thôi. Ướp khoảng 15 đến 20 phút cho mình nhé, hoặc để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1-2 tiếng gì đấy. Tiếp đến thì các bạn chuẩn bị cho mình bột mì, bột chiên giòn hoặc là bột mì, hoặc là các bạn dùng bột chiên giòn cũng được nhé, hoặc là bột mì nhé. Bột mì thì nó sẽ mềm hơn một chút, còn bột chiên giòn thì nó sẽ cứng hơn. Làm bột lăn, bột chiên xù, mình dùng bột mì ở bột chiên xù và một quả trứng. Và mình cho thêm cả đây bột chiên xù. Bột chiên xù thì các bạn nhớ bóp nhé, để cho nó nhỏ bớt nhé, đừng to quá nhé. To quá thì nó sẽ khó bám ấy. Cứ cho vừa phải để hết mình lại đổ ra. Ở đây mình dùng khoảng 70 đến 100 gram bột mịn này, chiên chiên mịn hoặc là bột mì, 100 gram bột chiên xù này, và một quả trứng nhé. Đây, các bạn đánh trứng đi. Chuẩn bị luôn một cái chảo nhé, để mình chiên. Khi mà mình làm đơn giản như này ấy, thì rất là ngon mà bé lại có một món ăn ấy. Bây giờ mình sẽ lăn qua từng phần một nhé. Trước tiên là các bạn lăn qua bột chiên thường cho mình. Mày chết đi giờ. Chiên thường nhé. Hay là bột mì nhé. Rồi các bạn nhúng qua trứng để cho nó dính vào. Các bạn không thích dùng trứng thì các bạn có thể là dùng nước trộn với bột chiên mịn, hay là bột chiên thường ấy, hay là bột mì đấy. Sau đó các bạn nhúng vào đấy, và các bạn nhúng vào xong thì các bạn nhúng vào bột chiên xù như này. Sau mình sẽ cho luôn vào cái chảo để mình chiên, cái nồi để mình chiên. Làm như này mình sẽ có món gà chiên xù ấy, hay là gà chiên giòn, rất là ngon lại đơn giản ấy. Công thức thì rất là đơn giản. Mình cho vào để chiên thôi. Đấy, các bạn cho gà vào. Các bạn cứ để cho nó sủi khoảng 5 phút nhé, để khoảng 3 đến 5 phút với nồi vừa thôi, nó sẽ không bị cháy. Và gà chúng ta sẽ cứng thì lúc đấy chúng ta mới lật nhé. Tiếp đến mình đi làm những cái cắt. Đây, cái phần đầu cánh gà này. Với gà chiên này thì các bạn đừng cắt nhỏ quá, vì nó sẽ không được mềm ở bên trong mà nó lại khô quá. Nhưng mình cắt vừa phải thôi, miếng vừa to một chút. Hoặc là các bạn chiên cả cái đùi, cả cái cánh cũng được. Nhưng chiên như vậy thì mình lại phải hấp qua gà, hoặc là bắn qua lò vi sóng ấy, để cho nó chín ấy, chín bên tái bên trong ấy, để khi mình nấu nó nhanh hơn. Và bây giờ mình lại cho vào. Với cái miếng này chắc là nó cũng vàng rồi ấy. Mình lật này, đấy các bạn nhìn thấy rất là hấp dẫn. Nhớ là chiên là nửa vừa thôi nhé, và tí nó cho nhỏ hơn để cho gà nó không bị đỏ bên trong và nó chín từ từ rồi.
Thì ban đầu cứ cho khá một chút để cho nó cứng hết, sau đó các bạn cho người nhỏ bớt. Tương tự mình làm những miếng khác nhé. Ở đây có 5 miếng thôi ạ, một cái đùi và một cái cánh. Lăn qua bột chiên mịn này, bật chiên xù này. Ngay qua trứng nhé. Rất là nhanh và đơn giản thôi. Mình sẽ có một món gà chiên, nó bé rất là thích. Chiên ở những cái nồi nhỏ như thế thì mình vừa tiết kiệm được dầu ăn, gà chiên nó dễ ngập hơn. Vì nấu trong gia đình ấy, thì mình không cần phải dùng những nồi to quá. Mà dầu ăn thì thường thường lần sau mình không dùng lại. Đợi nhé. Để khi vàng lên như này thì mình mới đặt lại thì để cho nó cứng nhé. Các bạn cứ lật đều các mặt đấy để cho nó chín từ từ giòn ấy. Hoặc là các bạn bây giờ khi như này rồi các bạn vớt nó ra cho mình, cho mình chiên lại lần nữa thì nó sẽ rất là giòn và ngon đấy. Các bạn mà có thời gian ấy, mà bạn nào muốn ăn giòn hơn ấy, thì các bạn vớt ra khi mà nó chín khoảng 80-90% như này thì, hoặc là chưa giòn hẳn ấy, thì các bạn vớt ra, sau đó các bạn chiên lần hai như mình thì nó sẽ đảm bảo cho các bạn là nó sẽ rất là giòn mà không hề không lo là bên trong nó bị đỏ khi mà chúng ta không thấp qua thịt hoặc là luộc qua thịt hoặc là dùng hòa với sóng chúng ta làm món chín. Còn nếu muốn nhiều bột bám hơn nữa thì các bạn vớt ra cho mình như này, sau các bạn có thể là lăn lại qua bột một lần nữa để khi mà mình chiên thì bột nó sẽ bám mình hai lớp nhiều hơn. Đây mình sẽ chiên hai lần đấy, mình sẽ vớt ra trước ạ. Cái cánh này mình chiên nốt cái cánh này, sau những cái phần kia nguội thì mình chiên lại lần nữa. Rất là giòn ngon. Mình được 4 miếng này chiên lần 1 rồi, thì là mình sẽ chiên lần 2. Với cái phần đùi lúc trước mình nốt ra đầu tiên ấy, bây giờ mình sẽ cho vào mình chiên lại ấy. Đây, cái chiên lại thì lần hai là xong luôn á. Lần hai này chiên nhanh hơn để cho lửa vừa. Bây giờ cái chiên lần hai khi nó giòn là nó hơn mỗi bên các bạn để khoảng 2 phút cho các bạn lật lại một lần. Khi nó giòn hơn là được nhé. Và mình sẽ không quay nó thì nó quay thành phần nhé. Các bạn mật mình nữa này. Đây. Đấy, cái mặt này nó rất là giòn này, giống như ngoài quán này nhé các bạn nhé. Các bạn chỉ cần thêm như vậy thôi. Mỗi bên các bạn mật thêm một lần nữa. Đây là mình không cẩm thêm bột. Còn bạn nào mà thích thì giòn hơn ấy, thì các bạn có thể cẩm thêm bột lần nữa. Khi mà chiên lần 2 ấy. Vớt được những miếng đấy vào. Chiên hai lần nó không hề bị cháy và nó lại rất là giòn. Cánh này mình bỏ ra thì nó mình chiên. Cánh này nó chiên được một lần. Còn những miếng mà chiên lần hai mình làm được rồi và các bạn nguội rồi sau này. Đùi này nó rất là ngon rồi, và được rồi nhé. Thế cho lên trên cho nó góc rồi. Đây, mình sẽ cho miếng gà này được rồi. Các bạn nhìn rất là đẹp mắt. Nhìn nó rất là đẹp mắt. Thế cho ra nhé. Cái này cũng được rồi.
mình đặt lên trên cho nó ráo rồi. Sau đó mình cho ra. Cho lốt cái cánh này vào trên mạng là được. Đã được 3 miếng rất là ngon, bám bột đều này các bạn nhìn đấy, bám bột đều này không khác gì gà rán KFC. Một cách làm thì vô cùng đơn giản, không cần bột lỏng, không nhiều cần nhiều loại bột. Làm cách này thì các bạn ai cũng làm được á, và nguyên liệu này rất là dễ tìm. Một chút nữa là mình sẽ nấu tốt ra. Bây giờ nấu ra là được. Đây là thành phẩm của mình nhé. Mình được 5 miếng gà chiên này, từ một cái đùi và một cái cánh này. Rất là hấp dẫn và đảm bảo với các bạn là nó giòn bên ngoài, bên trong thì lại mềm, ngon, thơm. Bé thì rất là thích ăn kiểu này ạ. Và mình sẽ dừng video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé. Và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video của mình nhé.